lại thêm một chốt nữa quý vị. Vì thấy là chiều giờ Thịnh chạy vòng vòng một vài con đường ở một vài quận trong quá trình đi công việc của mình thì quý vị thấy là cũng khá là nhiều chốt như thế. Và đây là con đường tỉnh lộ 10. Nếu hồi nãy ngay cái chốt đó chúng ta rẽ trái thì mình sẽ đi vào nhà máy Bon Trang. Nhà máy mà Thịnh nói là có một cái lượng công nhân rất là đông, làm việc liên tục và có khoảng gần 60.000 công nhân như thế. Nên là cái khu vực vòng vòng ở đây vào mỗi buổi chiều như thế này là rất là náo nhiệt, rất là nhiều những cái người đến đây bán hàng, là mình gọi là họp chợ đó. Tuy nhiên thì đoạn tỉnh lộ 10 này thì người ta không họp đâu quý vị, người ta họp ở khu vực cái đường số 7 rồi một vài cái con đường sát cái nhà máy Bơm Trang cơ. Còn đây là đường tỉnh lộ 10, gọi là đường Bò Hôm, thì nó đi từ khu vực của Phú Lâm cái cúp mát đó, đi về đến khu vực của Bà Hôm, rồi sau đó nối tiếp vào đi đến Cầu Sáng, đi vào đến huyện Đức Hòa. Và quý vị cũng biết rằng là đây được xem là đường tỉnh lộ 10, một cái đường trục chính đi từ khu vực của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến với tỉnh Long An. Và ngày hôm nay thì mình thấy con đường này nó vắng đi, chứ bình thường là rất là đông quý vị. Và để giảm tải cho con đường này thì có dự án mở rộng rồi, nên là mình sẽ thấy các cái nhà xây kiên cố thì nó sẽ thụt vào mỗi bên khoảng 5-10 mét gì đó. Đó, quý vị thấy không có xây sát ở ngoài. Để sắp tới mình sẽ giải tỏa và mở rộng con đường tỉnh lộ 10 này, thì lúc bấy giờ là mình đi về các cái tỉnh Long An ở hướng của Đức Hòa, Đức Huệ thì sẽ rất là nhanh. Và hướng này thì sẽ đi về hướng Tây, mình sẽ đi ra khu vực của biên giới luôn. Nên là quý vị thấy rằng là nó khá là đẹp và nhiều đoạn người ta đã được cải tạo để cho nó thông suốt hơn. Và cái đoạn ở Long An giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó cũng khá là sung túc. Và đoạn điểm đó cũng là một cái điểm được xem là vùng đỏ, vì có nhiều cái khu công nghiệp và các cái ca nhiễm về F0 cũng rất là nhiều. Bây giờ mình thấy đó, các cái cửa hàng này, các cái cửa hiệu, rồi các cái, nói chung là tất cả về các cái hoạt động kinh doanh buôn bán là đều phải dừng lại hết trong cái chỉ thị 16 này. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì mình thực hiện nó cao hơn, tức là sẽ dùng quân đội để kiểm soát ở các chốt, chứ không còn là dân quân và các cái anh cảnh sát giao thông như thế nữa như hồi nãy mình thấy đó, để đảm bảo cho cái việc kiểm soát cái dịch bệnh tốt và nhanh nhất để đưa thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường. Đây là một cái điểm kiểm soát khi mà mình đi từ khu vực của quốc lộ 1A. Đây phía trước quý vị, người ta gọi là ngã tư Bà Hôm. Cầu vượt này mới được xây dựng thôi. Thì con đường quốc lộ 1A đoạn này thì người ta gọi là xa lộ Đại Hàng quý vị nha. Được xây dựng vào cuối thập niên 60. Chuẩn bị vào thập niên 70 đó thì bắt đầu xây dựng con đường đó. Do lính của Đại Hàng xây nên là người ta gọi là xa lộ Đại Hàng. Còn bây giờ mình đến cái Bà Hôm này. Khu vực này quý vị thấy đường nâng lên là nó cao ngang cả nóc nhà. Nếu mà thấy những cái nhà mà ngày xưa tới giờ, nếu có tiền thì người ta đã nâng lên rồi. Và khu vực này mình sẽ rẽ trái vào chợ Bà Hôm phía trước đây. Đó là một cái điểm nóng về dịch bệnh Covid, nên là chốt chặn đồ rất là kỹ. Đây mình sẽ nhìn thấy, đây bên tay trái này quý vị đó. Tại vì sao ạ? Chạy vào đó là chợ Bà Hôm, nơi buôn bán. Và đặc biệt nhất là xung quanh nơi đó là gần với cái công ty Bon Trang. Công nhân ở trọ lại ban đêm cũng khá là nhiều. Đây, một cái cây cầu được xây dựng đó. Xây dựng lớn và cao lên luôn để kết nối vào con đường này, sau này được mở rộng. Và cái đường ven cái con kênh nó sẽ được cải tạo. Và quý vị thấy bây giờ phải đi bằng cái cầu tạm như thế này. Đó. Thực sự là được ra đường là cũng rất là mừng, vì lâu rồi không được ngắm nhìn cái cuộc sống đường phố của Sài Gòn. Tuy nhiên thì vẫn có phải một cái sự lo âu, vì không biết dịch bệnh nó như thế nào, và ai là người khỏe, ai là người F0, tức là người bị nhiễm virus gần mình hay không. Nói quý vị, con đường này thì rất quen thuộc, hàng ngày đi làm, đi lên đi xuống, nhưng mà bữa nay đi lại nó sau khoảng 2 tháng rồi đó vậy.
Phía trước thì mình sẽ thấy có một cái cầu vượt đi ngang qua. Đó là khu vực người ta gọi là đường dẫn đi vào cao tốc Sài Gòn đi Trung Lương đó. Khu vực này quý vị thấy có nhiều người vẫn không có thực hiện tốt cái chỉ thị 16, vẫn cố gắng, có lẽ cũng vì cơm áo gạo tiền thôi quý vị. Nên là họ cũng bày bán những cái sản phẩm, chủ yếu là các cái lương thực thực phẩm, rau củ quả thịt đồ này kia. Nhưng mà quý vị thấy mặc dù là có thể kiếm được một vài đồng, nhưng mà nó cũng đã đánh đổi và coi như là cá cược với cái sức khỏe của mình, rất là nguy hiểm. Nếu quý vị thấy những cái cửa hàng người ta đóng cửa hết luôn. Đoạn này thì vẫn là thuộc huyện Bình Tân quý vị, quận Bình Tân, nó được tách ra từ khu vực của quận huyện Bình Chánh. Và quý vị sẽ thấy rằng là huyện Bình Tân, quận Bình Tân rồi huyện Bình Chánh là những khu vực được xem là có dân số đông, rất đông quý vị. Nên là cái việc mà thực hiện các cái chỉ thị rồi chích ngừa rồi nó cũng phải rất là phức tạp và rất là lâu. Đây, bây giờ mình chuẩn bị đến cái đoạn để qua khu vực của huyện Bình Chánh quý vị. Quý vị thấy người dân vẫn còn ra đường buôn bán như thế này. Khu vực này thì là vùng ven, nên là cuộc sống và đời sống của người dân ở đây nó cũng khá là vất vả. Và có thể nói rằng là giống như mình hay nói là tiền lính tính liền, chứ không phải là dư giả gì hết. Nên là nếu mà giãn cách xã hội lâu như thế thì có khả năng là nhiều gia đình sẽ rất là thiếu thốn. Thì các mạnh thường quân, các cái người nhà tài trợ họ cũng đem nhiều những phần quà, gồm có gạo nè, trứng, mì, nước mắm, rồi dầu ăn đâu. Đây, bây giờ mình thấy đây là chùa Long Thạnh bên tay phải nè, bức tường này dài, có một cái chốt. Chốt này là ngăn cách giữa quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Cái cầu bên kia, qua cầu cái là tới huyện Bình Chánh này, nhà Thịnh đây. Bây giờ để mình chạy vào, mình xin thông chốt, xin đi qua. Đây, quý vị thấy đi có chút xíu nữa tới rồi. Và là mấy anh nói rằng là không có một cái phương tiện nào có thể đi qua được khu vực này. Và muốn đi đường nào thì về đường đó. Đấy, quý vị nha. Và mấy anh chỉ dẫn cho Thịnh. Quý vị thấy rất là tội đúng không? Nếu ban ngày thì nóng, ban đêm mà có mưa nữa. Bữa giờ thấy có một số ngày là có mưa nữa. Thì cũng phải trực luôn quý vị, trực 24/24. Đó. Cái chùa Long Thạnh này được xem là cái chùa lớn nhất ở huyện Bình Chánh trước kia. Nhưng mà sau này thì mình còn một cái chùa nữa mang tên là Phật Cô Đơn, Bát Bủ Phật Đài, được xây dựng và mở rộng rất lớn. Kèm theo bên đó là cái trường Phật học. Thì nó nằm ở cầu Sáng đấy quý vị, cũng trên cái đường tỉnh lộ 10 này. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại một chút xíu. Này, quay lại rồi mình sẽ đi một cái con đường nhỏ cắt ngang một số khu dân cư địa phương để đi qua được cái đường gọi là tỉnh lộ 10B. Con đường bên đó là con đường mới được xây dựng và đưa vào sử dụng sau này. Thì ở đây nếu mà ngày thường xe Honda thì được chạy như thế này, còn xe hơi, xe ô tô đó là không được đi ha. Ô tô chỉ đi một chiều từ thành phố trung tâm đi ra thôi, còn đi ngược lại là sẽ không được và phải đi bằng con đường tỉnh lộ 10B bên kia. Nhìn thấy những cái người còn phải buôn bán thì thực sự là rất là thương. Nhà cũng có thiếu đấy quý vị, cũng đang muốn có mua một ít rau củ quả gì đó nhưng mà cũng không dám dừng lại luôn. Hạn chế tiếp xúc nhất để đảm bảo an toàn. Đây quý vị thấy con đường này ngày xưa cũng rất là náo nhiệt đây. Đặc biệt nhất là cái chân cầu này, phía trước này này, nó
là buổi chiều là người ta hoặc là buổi sáng á, mình sẽ đi ra đây là thấy người ta họp chợ buôn bán rất là nhiều. Bữa nay rồi là hầu như là không thấy, có một vài cái nhà là họ bán ở trong nhà họ để ra họ bán tí thôi. Nếu không buôn bán lấy gì sống quý vị? Mà buôn bán thì virus nó sẽ rình rập không biết lúc nào. Rồi như thế là Thịnh đã chia sẻ được một vài clip, nó cũng không được nhiều con đường ở thành phố, cũng không nhiều quận huyện, chỉ trên những cái cung đường đi công việc thực sự cần thiết để mình đi ra ngoài, để chia sẻ đến tất cả quý vị xem và những hình ảnh trong những clip Thịnh chia sẻ để cho quý vị thấy rằng Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay đang như thế nào so với những cái năm tháng, những cái lúc mà Sài Gòn phát triển, Sài Gòn được xem như là cái nơi đô hội và là cái thành phố đông dân cư nhất ở Việt Nam, cũng như là cái trung tâm kinh tế lớn nhất của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.